Xin chào toàn thể quý anh chị. Hôm nay Thái Odo tiếp tục giới thiệu tới anh chị một siêu phẩm đài cổ Sharp 909, rất là đẹp luôn. Con này là siêu to khổng lồ hai anh chị ha. Cái đài mà nó có kích thước chiều ngang 75, chiều cao là 38, được trang bị 6 cái loa, tức nghĩa là mỗi bên nó có 3 loa, mid, bass, treble đầy đủ. Đây, hai cái loa ở giữa này thì nó đảm nhiệm cho cái sub bass anh chị ha. Sub bass mình có thể chỉnh riêng cho cái sub bass này qua hai cái nút này à, rất là tiện. Ở hai bên thì chúng ta có thêm hai cái loa toàn giải nữa à, nội ở cái giải bass và giải giữa thì đã có bốn cái loa rồi. Chép thì chúng ta có thêm hai cái siêu chép và họ làm cái kèn khi nghe nhạc á, thì cái này nó gõ cóc 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 keng keng keng, nghe nhạc 75 á, hay lắm luôn, nghe nó tê lắm á. Đây, được trang bị tới hai cửa băng luôn hai anh chị ha, hoạt động hoàn hảo, không có lỗi lầm gì luôn, ngon lành cành đào. Ở đây chúng ta có đồng hồ vu này, rồi nó có radio 108, bắt đầy đủ cái sóng FM ở Việt Nam, tiếng rõ mềm mạch. Nói chung là nghe cái radio cũng rất là thích trên cái sản phẩm này. À, đẳng cấp ha, một siêu phẩm đài cổ của Nhật Bản. Có giá ở bên Thái Auto chỉ có 12 triệu 800 ngàn thôi. Và bên Thái Auto thì có rất là nhiều sản phẩm Auto khác nữa. Anh chị đừng quên đăng ký kênh của mình để nhận sản phẩm mới hàng ngày ha. Xin mời anh chị thưởng thức chất âm của bộ sản phẩm này với ca sĩ Chế Linh. Xin mời. Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời, ôi hình hài một vài giờ vui. Tôi muốn nói lên trọn lời êm đềm kề tai em bằng con tim một người yêu em. Chưa nắng cháy giờ gió núi xô sóng khơi tan vỡ bao nên tôi nghẹn lời ôm cuộc đời vạn phần lẽ. Gót lòng đầy cô liêu nên xa em rồi tôi nhớ em nhiều. Em ơi thà không gặp gỡ, thà đừng quen nhau, đừng cho hình bóng, đừng nhìn nhau lâu. Tôi không ôm ấp kỷ niệm đơn đau, tôi đứng đó như hình một chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Nghe nuôi tiếc gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim run lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Gặp lại
lại lần thứ rồi. Thì đó là những cái gì trong clip này mình muốn giới thiệu tới anh chị. Anh chị có nhu cầu thì alo cho mình ha. Chúc anh chị nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn.